xử trong cuộc đời. Cái nhóm hành xử đầu tiên là nhóm hành xử mà hành xử không biết tại sao được làm. Còn nhóm thứ hai là chỉ giải quyết câu chuyện trước mắt. Và có cái nhóm thứ ba là nhóm đẳng cấp nhất, là họ nhìn thấy cái sự phát triển trong tương lai. Ví dụ đầu tư bất động sản là họ cũng nhìn thấy có sự phát triển trong tương lai để họ đầu tư. Chứ mà nó đã đầu tư mà khi nó tốt rồi, nó đã lên đến đỉnh của giá rồi, thì ông cái đầu tư thì lúc đấy không có sinh lời nữa. Vậy thì phải có cái dự đoán. Và lý do mà tôi nói rằng các vị sau 5 năm, 10 năm nữa vẫn nhìn lại và vẫn coi đây là một cái quyết định rất là thông minh là vì thế này. Thưa quý vị, là chúng ta nhìn thấy là đất nước của chúng ta theo cái xu thế phát triển, thì cái xu thế phát triển đầu tiên các chị nhìn thấy cái khoáng sản của Việt Nam bây giờ còn nữa không ạ? Hết rồi. Và thưa quý vị, trước đây nếu các quý vị có một ông bác hay một ông chú là quan trong ngành khoáng sản thì tôi tin là cả họ có việc làm, và thậm chí không biết làm vẫn lên được. Và biểu hiện cụ thể nhất là ngành than của Quảng Ninh. Tôi có anh em học kém tôi 3 khóa, học giỏi top 10 của khoa điện tử viễn thông, quay về mỏ than làm vì có ông chú làm ở mỏ than. Và đến bây giờ tất cả các mỏ than bắt đầu giải tán và nó phải đi thử việc lại, tức là nó sinh năm 79, nó đi thử việc lại với mức lương 4 triệu. Và trong khi đó bọn trẻ con mà tôi đào tạo năm ngoái bây giờ lương của chúng nó đã chục triệu rồi. Vậy thì điều gì khiến cho câu chuyện đấy? Và cái lúc mà tôi bảo với nó rằng cách đây 20 năm, tôi bảo với nó rằng mày tuyệt đối không được sống bằng những đồng của nhà nước, bởi vì nhà nước của chúng ta sẽ không còn tiền để góp cho mày đâu. Và đến bây giờ mày xoay sở không nổi nữa. Và quả thực thằng cu em tôi, gọi là cô tôi chứ nó 41 tuổi đấy, giờ này mà trên 40 tuổi là hết cửa xoay. Đấy, xin chia sẻ các anh chị như vậy. Thế câu chuyện thứ hai là tài chính công. Thì hiện nay tình trạng tài chính công của đất nước của chúng ta, tôi nói thật chứ tôi không nói xấu đất nước mình, chỉ nói xấu là các người vô cổ này ngay. Tài chính công của chúng ta hết rồi. Các anh chị thấy bắt đầu đường cũng phải xẻ ra để làm chỗ gửi xe ô tô để thu thuế cho nhà nước. Đường nhá phải xẻ ra, biển cũng phải xẻ ra, đến cái gầm cầu vượt cũng phải chia nhau để làm chỗ gửi xe để mỗi thằng chán một tí. Đấy các chị thấy. Thế thì như vậy, trước đây nếu các vị có một đồng chí quan mà làm trong bộ kế hoạch hoặc bộ tài chính thì tất cả con cháu các quan đi làm đấu thầu và xây dựng hết một lượt. Và thằng cu cũng có tiền. Vì vậy ngày đấy không cần phải học hành nhiều, chỉ cần có cái bằng và cộng với ông chú ông bác làm quan, không cần trình độ là có tiền. Nhưng ngày nay tài chính công của chúng ta hết, không còn nữa. Và toàn bộ tài chính công này biến thành quả gì ạ? Tư nhân. Mà thưa các anh chỉ có của nhà nước thì mới xẻ cho con cái mình được. Tôi hỏi các bác rằng nếu các bác làm chủ doanh nghiệp, liệu có móc tiền cá nhân của mình xẻ cho cháu không? Nó làm ngu mà vẫn trả lương không? Chỉ có các bác làm nhà nước thì các bác mới sẵn sàng là nhân viên của mình làm ngu vẫn trả lương. Vì tiền trả lương là tiền ai? Tiền nhà nước. Thì các bác nhìn thấy một cái xu thế. Và tài chính công hết. Câu chuyện thứ ba là đất đai. Tất cả những cái đất đai mà miếng ngon nhất thì đến bây giờ nó sở hữu của tư nhân hết rồi. Tất cả các tập đoàn ở Hà Nội sừng sững mọc lên ở những khu đất vàng. Đến cái chuyện ám giảm không có biết đâu con thanh cái đất tư nhân hết. Vậy thì rõ ràng là bản đất là một cái nguồn tiền khủng khiếp luôn. Nếu mua 3 triệu có thể bán được 300 triệu một mét vuông. Thì các chị thấy là lợi nhuận nó khủng khiếp. Và toàn bộ cái tiền này bây giờ bảo với ai? Tư nhân. Tiếp
những cái khu mà quyền quản lý của nhà nước, quyền quản lý tức là ông nhà nước không được bán, thì bây giờ cũng chia cho gì? Và bây giờ toàn bộ đất nước của chúng ta, ngày xưa thì bảo đất nước ta sừng vàng biển bạc, chứ bây giờ đất nước ta nghèo nhất, gần nhất thế giới. Mặc dù quan chức giàu gần nhất thế giới, thì các anh chị nhìn lại một cái xu thế là nó không còn. Những điều này là may mắn hay rủi ro? May mắn, bởi vì khi tất cả cái miếng bánh được gọi là nồi cơm thạch xanh này, nồi cơm thạch xanh này nó hết, thì rất vui là tất cả nhân dân Việt Nam phải đứng dậy và lao động vào cái trí tuệ, và nó gọi là cơ chế thị trường. Còn nếu để như cũ thì con người ta kiếm tiền bằng bằng cấp, bằng quan hệ, bằng chia trang. Vì vậy không còn đất cho những chỗ để khôn lỏi, để chia trang, để lươn khơn. Vì vậy nó đã chuyển sang một xu thế khác. Nhưng trong khi đó nền giáo dục của chúng ta vẫn còn bám chặt vào cái cách dạy là tiền đệ, là quan hệ. Và đó là cái thứ mà ngay bây giờ tôi muốn chia sẻ với phụ huynh rằng ngay chính phụ huynh của chúng ta phải tẩy não cái đó đi. Bởi vì 5 năm nữa tôi đố vị nào mà nhét con được vào nhà nước khi con mình không có năng lực. Bởi vì toàn bộ hệ thống công nghệ thông tin nó đã minh bạch rồi, ngay kể cả đến lớp BOT bây giờ, những cái BOT mới nhất mà ra thì xe đi qua là nó chấm điện tử, vẫn trừ tiền thẳng vào, ví dụ tổng vốn đầu tư là 100 tỷ, thế thì chỉ cần một xe đi qua trừ đi 50.000 một cái là xuống còn gì ạ, 999 tỷ, bao nhiêu đấy, nó phải trừ trực tiếp luôn, mà trừ hết một cái nó đã cảnh báo. Vì vậy xe của mình đi qua là mình nhìn luôn tổng cái đã trừ chưa, nếu không trừ có nghĩa là sao, thế thì có lúc nào nó sẽ minh bạch cái mức độ như thế, thì làm gì đất còn đất để mà diễn cho ăn gian nữa. Cho nên rất nhiều vị cho rằng là gì, học lấy cái bằng còn về tao lo việc cho, không có cửa đâu. Vì vậy là ở đây thì tôi cũng chia sẻ với quý vị rằng là khi cho con cháu đến đây, chúng ta phải xác định là học để lấy kiến thức và trí tuệ. Kiến thức và trí tuệ nó khác nhau thế này, cái kiến thức là anh học được, còn trí tuệ là cái khả năng sử dụng được. Ví dụ như là chúng ta học được cách tính diện tích, cách tính thể tích của một hình chữ nhật, nhưng hỏi là nếu cho mảnh gỗ này bao tiền một mét vuông, tính cho tôi xem cái miếng gỗ này bao tiền, chưa chắc là tính được. Nhưng học toán mà tính thể tích thì giỏi nhanh, nhưng cấp đi thi là được giải quốc tế. Và đấy là sai lầm lớn nhất, tức là kiến thức là cái mà mình học được ở trong trường, trí tuệ là cái cách mà sử dụng kiến thức để ứng dụng vào đời sống. Thì hiện nay trẻ con Việt Nam chỉ được học kiến thức thôi, mà nguyên tắc những thằng học kiến thức xong thì hay có thái độ vì ngồi đấu tranh với nhau là kiến thức này tao biết, kiến thức kia mày chưa biết, nhưng cuối cùng của kiến thức là cuộc sống, tức là đời sống của anh phải tốt, gia đình phải hạnh phúc, thì đấy mới là trí tuệ. Chứ còn lại nếu không học thông minh thì chỉ có kiến thức rồi. Và ngày nay trẻ con Việt Nam nó mất đi cái mặt sử dụng, bởi vì nó bị động, toàn bộ học nhồi nhét chứ không cho nó suy nghĩ và tư duy. Tôi chia sẻ. Và xu thế sắp tới không còn đất cho con cái các anh chị cầm tấm bàn đi và xin việc đâu, hết rồi. Vừa rồi tôi phỏng vấn một đồng chí trả lương 60 triệu để làm giám đốc truyền thông, nhìn cái CV của nó, học ở nước ngoài, học ở nước trong, làm ở tập đoàn lớn, một loạt cái CV dài 2 trang này. Tôi bảo tôi, nó đưa cho tôi CV đọc, nó bảo anh đọc đi để biết lịch sử của em. Tôi bảo là riêng anh, tao phỏng vấn tao không nhìn lịch sử, tao chỉ biết là trong hiện tại mày làm được cái gì. Còn nếu nhìn lại lịch sử là không khác gì bầu cử, là bác Nguyễn Tân Dung đi từ đâu lên đâu lên đâu, còn thành tích là gì thì không ai nói. Và anh quan tâm cái đến cái là hiện nay mày có thể làm được cái gì, chứ tao không quan tâm đến mặt đất, mà cũng không quan tâm đến lịch sử mày là thạc sĩ tiến sĩ cái gì cả. Để tôi muốn chia sẻ với quý vị là như vậy. Và bên tập đoàn tôi thì ngay cả nhà máy biên thế mà bên đây cộng với tất cả những cái thứ mà tôi quản lý hiện nay, số lượng con người mà tôi quản lý cũng lên tới gần 1.000 người.
Và trong nhà máy điện thế MVK cũng vậy, có hai đồng chí cổ đông lớn. Khi tôi tiếp nhận thì việc đầu tiên tôi họp tất cả anh em lại, tôi nói thế này: tất cả anh em ở đây thông cảm, tôi không có thói quen đọc CV. Vì vậy tao không biết đứa nào là con của anh Nam, đứa nào là cháu của anh Vi. Cứ không làm là tao đuổi, vì tao không có thói quen đọc CV, không có thói quen đọc hồ sơ lý lịch. Vì vậy đừng nói với tao rằng là em là cháu ông này, con ông kia. Và bây giờ chỉ có việc là gì? Làm được thì ở, mà không làm được thì biết. Đấy, tôi xin chia sẻ với các đồng chí. Và ngày nay bây giờ là mọi thứ chúng ta phải làm việc bằng năng lực thật sự. Còn kẻ nào còn mơ mộng nhờ vào quan hệ, nhờ vào lươn lẹo, không có đâu. Cho nên cho con vào đây học, tôi nói là triết lý. Ở đây là học thật và có trí tuệ thật để làm. Vì vậy chỉ cần học một năm thôi, những cái môn mà nó không có ứng dụng vào trong cuộc sống được thì tôi hạn chế đi. Ngày xưa tôi nhớ năm thứ nhất tôi học toán, thì học toán cao cấp ở đại học thì có cái chuỗi Fourier nó khó vô cùng. Tôi hỏi ông thầy tôi là: thầy ơi, cái chuỗi Fourier này dùng ứng dụng vào đâu trong cuộc sống? Ông bảo: cái này tao chưa biết. Thế tôi hỏi: thầy ơi, cái này nó có ra tiền không? Ông bảo: cái này mà ra tiền thì tao giàu nhất Việt Nam, vì môn này tao giỏi nhất. Cuối cùng tôi quay sang thấy đời ông nghèo không chẳng có gì. Tức là bản thân tôi khi có những ông thầy đi dạy một kiến thức mà thầy còn không biết sử dụng vào đâu trong đời sống. Đấy thì tôi muốn chia sẻ với quý vị như vậy. Cho nên một lần nữa chúc mừng các quý vị. Nếu xác định cho con vào đây để học và sau này làm, nó đứng vững vào đôi chân của nó và không phải quy luy kẻ nào xin tiền, và tự nó có người đến đó, có doanh nghiệp đến xin nó, thì ở đây là môi trường như thế. Nếu đúng như vậy, chúc mừng quý vị. Câu chuyện thứ hai là tôi muốn chia sẻ một chút, vì hôm nay có phụ huynh thì tôi rất mong muốn rằng là phụ huynh của chúng ta với nhà trường cùng gắn kết. Bởi vì đứa con của quý vị thì giờ này trong một năm tới chúng nó là con của chúng tôi, và nó chỉ là con của quý vị trong cái ngày chủ nhật ở nhà thôi, còn lại bọn tôi quản lý nó nhiều hơn. Nhưng rõ ràng là chúng ta đều phải có trách nhiệm là thay đổi cái tư duy của nó, chứ mà cho nó ăn nhá. Nó không ăn, bọn này nó không ăn, nó chỉ có ăn mỗi cơm với rau muống không, 3 năm không chết được. Mà mình thay đổi tư duy của nó thôi. Vậy thì thay đổi tư duy của nó là thay đổi cái gì? Thì thưa quý vị rằng là trong cái nỗi khổ mà nhà Phật nói ấy, nó có cái ngũ ấm xí thạch khổ. Ngũ ấm xí thạch khổ là cái gì? Tôi chia sẻ cái này để quý vị, không phải dạy con mình nữa đâu, mà dạy cháu mình, mà dạy đứa thứ hai, thứ ba, dạy của con bà hai, bà ba nữa được. Ngũ ấm xí thạch khổ là trong cái ngũ ấm này thì con người ta tiếp nhận bởi năm cái căn tiếp nhận thông tin vào não mình. Thì có phải tiếp nhận thông tin bằng tai không anh chị? Bằng mắt nhìn không? Bằng mũi ngửi không? Bằng lưỡi nếm không ạ? Và bằng thân không? Có phải tất cả chúng ta ngồi đây đều phải nóng toát mồ hôi ra là tiếp nhận cái con đường nóng bằng cái gì ạ? Thân. Chỉ có năm cửa này vào. Và ngũ ấm xí thạch khổ là gì? Ở đây nó chỉ có mấy trạng thái thôi. Tai thì mình thích nghe định không ạ? Có thích nghe khen không? Đấy, chị em phụ nữ sáng ra khen phát cười cứ sáng đến chiều. Mà bản chất mình thì vẫn là mình. Nhưng mà chồng khen phát vẫn gọi ạ. Có thể nó không khen thì mình xấu ạ? Có phải khen hay không khen thì bản chất mình xấu vẫn xấu và mình đẹp vẫn đẹp ở đây. Bản thể nó không có thay đổi. Nhưng mà bản năng của con người mà được khen thì rất xưa. Tôi cũng là bình thường. Nhưng mà bị chê, bị chửi thì có chán không? Vậy thưa các quý vị, nếu con mình
mà mình suốt ngày khen và định, thì hôm nào đấy mình không khen thôi nó đã buồn chưa ạ? Tên tôi đi, có phải cho con ăn là nhiệm vụ của vợ không? Nhưng mà ngày nào mình cũng cho con ăn, và một ngày đẹp trời không cho con ăn được, vợ nó có chửi không? Nhưng mà nếu để vợ nó cho con ăn suốt cả tháng, và thỉnh thoảng mình cho con ăn một bữa, ông vợ lại khen. Không bao giờ nấu cơm cho vợ, nhưng mà bỗng nhiên vào bếp nấu cơm cho vợ, vợ cũng vui không? Vui. Nhưng suốt ngày nấu cơm cho vợ, một hôm không nấu cơm, vợ chửi. Vậy bản chất của cuộc đời này là đỡ khổ thì sướng, mà đỡ sướng thì khổ. Vì vậy con cái của chúng ta phải cho nó trải qua tất cả các tầng bậc, lúc khen, lúc chê. Vậy thì cái việc mà thầy cô giáo có chê nó một chút để nó nhìn ra đúng bản chất của nó là chuyện bình thường hay chuyện xấu xa? Nhưng có những phụ huynh công đoạn chê con mình một tí là cảm giác như tất cả trời này nó sập. Nhưng mà nếu con mình nó mặt ảo thì nó ở trên trẻ mà nó thánh thôi. Vậy thì bản thể con người ai cũng mắc lỗi, và mắc lỗi thì người khác góp ý cho là chuyện bình thường. Nhưng có những phụ huynh cực đoan, tôi cũng nhắc lại để chúng ta xác định rõ cái tư tưởng của mình. Cái câu chuyện thứ hai, mắt nhìn. Có phải là chúng ta thích nhìn đẹp không ạ? Nhìn những thứ sang trọng không ạ? Và ghét nhìn những thứ xấu, và nhìn những thứ rẻ, nơi bẩn thỉu, quê mùa. Nhưng thưa các anh chị, nếu con mình mà nó toàn nhìn những nơi đẹp đẽ thì ở nhà mình là nơi gì? Khổ nhất. Nhưng nếu con mình toàn nhìn những nơi khổ thì khi về nhà mình nó thấy ở đấy là gì? Sướng nhất. Vậy thì bản chất cuộc đời dạy con nó rất đơn giản, là hãy cho nó đi nhìn những cái chỗ đẹp đẽ, tiến bộ. Ví dụ bọn tôi cho nó đi du lịch, có thể cho vào thành phố để nó nhìn thấy rằng thành phố phát triển thế nào để nó khát vọng. Nhưng có thể tấu vào miền núi và phải ăn ngủ với người dân để cho nó thấy là ở đấy khổ thế nào. Đến chỗ khổ để thấy mình còn hạnh phúc, đến chỗ sướng để thấy mình còn có khát vọng. Nhưng rất nhiều phụ huynh là mắc cái căn bệnh sĩ diện, là cứ phải con mình là gì ạ? Phải ở chỗ tuyệt vời nhé. Đây là bệnh của dân Việt Nam, đặc biệt là những cái nhóm mới giàu, là trả cuộc đời mà đời bố đã khổ rồi, đến đời mày không thể khổ được, cuối cùng mình chết đi nó quá khổ vì còn điện tử ở đâu. Và tôi nói nhắc lại, tất cả các vĩ nhân trên thế giới chưa kẻ nào sinh ra trong một điều kiện tuyệt vời, và chưa có một cây nào gọi là cây to nếu như không phải sống ở trong rừng. Còn sống ở trong nhà toàn bonsai. Cho nên là đừng chiều chuộng con quá. Vì vậy một năm ở đây là rèn luyện, chứ không phải là rèn luyện cả về não, cả về thân đấy. Chứ không phải là xác định là con mình đến đây là cực kỳ sướng, là không cần phải làm gì. Sáng tập thể dục xong chiều, và chiều ăn xong tối người là đọc sách xong đi ngủ, xong năm sau có việc làm và chả phải nghĩ gì đâu, con là sướng lắm. Mắt nhìn mũi ngửi. Có phải ngửi mùi, mình biết ngửi mùi thơm không ạ? Và ghét mùi thối không? Cho nên nhiều đứa về quê bố nuôi con lợn, nó còn không dám xuống chuồng lợn, mà trong khi đó nó sống lên từ con lợn. Tại vì ngày xưa bố nó nuôi lợn, nuôi nó mà. Thế thì cái việc mà cho chúng nó lúc thì điều kiện sạch sẽ, lúc thì phải điều kiện nuôi hám cho chúng nó chừa, thì nó mới đang có người. Và những người đến cái lưới cũng vậy, ăn lại nói chuyện ăn nhé. Có những bậc cha mẹ chiều con, tức là chỉ ăn đúng khẩu vị thôi, tức là chỉ thích ngọt này, bùi này, đúng khẩu vị. Còn khác khẩu vị của cái là gì? Chê. Nhưng mà nếu một người mà ăn được đắng, cay, ngọt, bùi, mặn, chát, thì vào miền Nam ăn ngọt,
ăn được. Vào miền Trung ăn cay vẫn ăn được, ra miền Bắc ăn mặn vẫn chịu được. Thế thì ở đâu chả hạnh phúc? Nhưng nếu không ăn được cay vào miền Trung là thấy gì? Thấy khổ. Vậy sướng khổ là toàn bộ do rèn luyện mà ra, chứ không phải tự nhiên nó có. Tại sao người ta sống Việt Nam người ta ăn ngọt được? Vậy thì cái câu chuyện là ăn cũng vậy, tập ăn tất cả mọi thứ như mọi người để dần hòa đồng với đám đông, chứ không phải ăn một chế độ riêng. Và tôi nhắc luôn thế nhá, và nếu nó không ăn trong vòng 5 ngày chưa chết được. Không lại là giống như được cho cháu kiểu này kiểu kia, cháu thì em nó không ăn được kiểu này, cháu nhà không ăn được kiểu kia. Nếu mà tất cả 200 con người mà 200 khẩu vị khác nhau thì người khốn nặng nhất là ai ạ? Đầu bếp. Đấy, sáng ra vậy, hôm nấu xôi thì một nhóm thích ăn xôi và ngon quá, một nhóm bảo rằng ngon vô, không ăn được đủ nơi vô. Nếu hôm nấu phở thì bọn ăn xôi các bạn cho cũng quen ăn nước, ăn nước là ngon nó vô. Thế cuối cùng là không đổi món thì nó lại chửi, mà đổi món thì cũng bị nó chửi. Đấy, vậy đi trước đám đông là phải tùy thuận. Tiếp đến cái thân thì ở đây là có điều hòa. Những thân của chúng ta bao giờ cũng thích mát, mát mẻ, đúng không ạ? Thích ấm áp và nóng lại thì gì? Thì ghét. Nhưng nếu con người ta chịu đựng được các tầng bậc của thời tiết thì đâu có khổ nữa. Có phải ngày xưa chúng ta, cái thời anh em mình mà ngày xưa có cái quạt lan thế này đang nóng mà ngồi giữa nó gốc cây mà quạt thế này là quê lắm rồi. Chắc bây giờ là tắt điều hòa bật cho hẳn cái quạt điện, điều hòa nó bảo bật hẳn cho cái quạt điện vẫn cảm thấy đời khổ. Vậy bản chất là gì? Đỡ sướng là khổ, mà đỡ khổ là sướng. Vậy nếu con mình mà nó trải qua hết tầng bậc như thế này, nếu tất cả 5 cái tầng bậc này mà nó đều ở đỉnh cao cả, tức là tai nó nghe sướng, mắt nó nhìn sướng, mũi nó ngửi sướng, lưỡi nó ăn đúng khẩu vị, thân nó ở lúc nào cũng mát mẻ, thì đứa này ở trong trạng thái tâm tĩnh, chỉ có nhốt ở trong phòng và bố mẹ nó nuôi được và không bao giờ gặp được ai nữa. Nhưng nếu tất cả nó đều ở tầng bậc thấp nhất thì nó gặp bác nông dân nó không chơi được, gặp thằng trẻ trâu cũng chơi được, gặp thằng ăn cướp cũng nói chuyện được. Thì cuộc sống của nó tự do tự tại lắm. Cái chị có hiểu không? Đấy, vì vậy tôi chỉ chia sẻ cái góc nhìn này thôi và gửi tới quý vị phụ huynh một cái lời chia sẻ, một cái thông điệp là đừng chiều chuộng con mình quá. Và một năm nó rèn luyện không chết được đâu. Cho nên là hãy phối hợp với nhà trường, thay vì cho nó khổ một năm để nó sướng cả đời. Thầy nói như vậy là chuẩn bị tinh thần nhé. Còn hơn là cho nó sướng 20 năm lúc bố nó đang kiếm được tiền, và đến lúc bố nó chết đi thì nó khổ và đời cháu nó cũng khổ. Vì vậy là đây tôi chỉ gửi hai cái thông điệp thôi. Một là quý vị cho con đến đây là xác định học là để làm. Vì vậy về cũng không cần phải đi xin việc cho nó đâu. Bắt đầu từ ngày mai cũng không cần phải hỏi quan hệ là chị ơi, chị có chú nào ở chỗ này không, chú nào chỗ kia không, cháu nhà sắp ra trường rồi không. Chấm dứt chuyện đấy. Thứ hai là muốn vậy mà con mình có trí tuệ được thì phối hợp với nhà trường, thấy con đang khổ một tí thì bảo nó là gì, chưa chết được đâu con. Đây này, bỏ sót một cổ cái mày, người kiểu ai mẹ gọi điện đến chưa, mẹ trao đổi với thay. Nha, tôi nhắc nhở như vậy. Và cuối cùng là tôi chúc cho quý vị phụ huynh toàn nguyện với cái việc cho con cái mình đi, và chúc cho các em
sinh viên trường doanh nhân siêu Việt Nam có được một năm rèn luyện và làm việc hữu ích nhất. Xin chân trọng cảm ơn. Trường huấn luyện doanh nhân CEO Việt Nam Global được sáng lập bởi ông Ngô Minh Tuấn, vận hành bởi triết lý giáo dục thân, tâm, tuệ. Với hai chương trình huấn luyện, quản trị kinh doanh Business One dành cho học sinh sắp tốt nghiệp trung học phổ thông có khát vọng trở thành doanh nhân trong tương lai. Quản trị kinh doanh Business Boss dành cho học sinh sắp tốt nghiệp trung học phổ thông có định hướng kế thừa doanh nghiệp hoặc khởi nghiệp trong tương lai. Học viên có cơ hội nhận ngay học bổng lên đến 40 triệu đồng khi xuất sắc vượt qua vòng phỏng vấn đầu vào trực tiếp cùng doanh nhân. Số lượng chỉ tiêu có giới hạn, tìm hiểu ngay về trường huấn luyện doanh nhân CEO Việt Nam Global tại website www.truongdoanhnhanceovietnam.edu.vn hoặc hotline 24/7 1800 577722. Trường huấn luyện doanh nhân CEO Việt Nam, nơi kiến tạo thế hệ doanh nhân thành công và hạnh phúc. Website truongdoanhnhanceovietnam.edu.vn. Hotline 1800 577 22, nhánh 1, 2.